Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Sinh viên Hưng Yên sáng chế và đưa vào sử dụng thành công máy phun sát khuẩn tự động trong thực tế. Cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiệu quả mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường ở thị trấn Cẩm Sàng, huyện Cẩm Sàng, tỉnh Hải Dương. Bắc Cạn vướng mắc khi nước dâng tại thủy điện Pa Cáp. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuyển giao quy trình kỹ thuật chăn nuôi và phát triển, nhân rộng giống đà điểu, giúp các hộ nông dân tiếp cận các dịch vụ, ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên đã triển khai mô hình chăn nuôi đà điểu lấy thịt. Đã có 5 hộ ở huyện Văn Giang và thành phố Hưng Yên tham gia mô hình với tổng số 24 con trị giá 96 triệu đồng. Hộ chăn nuôi được hỗ trợ 50% giá giống. Cùng với đó, các hộ được gần 4 tấn thức ăn hỗn hợp. Đà điểu có thể nuôi được trên nhiều địa hình và điều kiện phải có diện tích tương đối rộng để trồng cỏ làm thức ăn xanh, làm chuồng trại, sân chơi, vườn cây để chúng trú ngụ nghỉ ngơi. Đây là loài hoang dã sức đề kháng cao nên rất ít bệnh tật. Chuồng trại không cần cầu kỳ khu vực nuôi, chỉ trải ít cát giúp đà điểu đỡ bị trơn trượt khi chạy và tắm cát. Đà điểu khoảng 5 đến 6 tháng tuổi thì bắt đầu lớn nhanh, khi được 1 năm tuổi nặng khoảng 120 đến 130 kg một con là có thể xuất bán. Với giá khoảng 110.000 đồng 1 kg hơi, ước một con đà điểu thu được khoảng 14 triệu đồng, trong đó trừ đi số chi phí không đáng kể có thể thu lãi hơn 10 triệu đồng. Qua mô hình này, Trung tâm Khuyến nông sẽ chuyển giao quy trình kỹ thuật chăn nuôi đà điểu lấy thịt nhằm duy trì, phát triển và nhân rộng giống đà điểu, giúp các hộ nông dân tiếp cận các dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức và mở ra hướng chăn nuôi mới cho nông dân. Lựa chọn một giống gà khác biệt, gà ri Lạc Thủy, còn được gọi là gà ri Hòa Bình, cho hướng đi phát triển kinh tế của hộ gia đình. Hiện gia đình ông Phạm Như Tiến là một trong những hộ chăn nuôi gà có quy mô lớn tại xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Năm 2017, gia đình ông Phạm Như Tiến, thôn Xuân Phố, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy đã quyết định chuyển đổi diện tích hơn 1.500m2 này để xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà. Khi tìm hiểu lựa chọn giống gà nuôi tại trang trại, ông Tiến được biết đến giống gà ri của huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Sau đó, ông Tiến đã đầu tư mua gần 1.000 con giống về nuôi lứa đầu tiên. Đặc thù của nó là con lợi nhuận cao thì nó bệnh tật rất nhiều, mình nuôi không quen. Mới bắt đầu ra thì mình họ anh em tham gia nên bắt cái loại giống của công ty, có thể là tập đoàn lớn bất kỳ ở đâu. Cái con gà đó thì nó sẽ rất là khỏe mà họ bảo hành cho. Nhận thấy gà ri Lạc Thủy có sức đề kháng tốt, chịu đựng tốt với khí hậu thời tiết lạnh. Giống gà này nhanh lớn, có bộ lông mã đẹp, màu sắc đa dạng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Sau một tháng nuôi lứa gà đầu tiên, gia đình ông tiếp tục vào lứa thứ hai. Theo ông Tiến, trong quá trình nuôi cần bảo đảm vào vaccine đầy đủ. Ngoài ra, để đảm bảo môi trường chuồng trại sạch sẽ, an toàn, gia đình ông Tiến đã áp dụng nuôi bằng đệm lót sinh học. Ở Thái Phúc này rất nhiều cái trang trại gà, nhưng mà nếu mà to nhất và lớn mà cái quy mô và cẩn thận nhất thì phải là trang trại nhà ông Tiến đây. Tuy mới ra đây được 3 năm trở về đây nhưng mà rất là quy mô và chưa thấy một cái lần nào bị dịch bệnh lớn xảy ra. Gà ri Lạc Thủy có thời gian nuôi gà thịt khoảng từ 3,5 đến 4 tháng với trọng lượng từ 2 đến 2,5 kg. Nuôi theo hình thức gối lứa, mỗi lứa 2.500 con. Trong trang trại lúc nào cũng duy trì từ 8 đến 10.000 con gà. Bình quân mỗi năm, gia đình ông Tiến thu về hơn 200 triệu đồng tiền lãi. Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thông qua các mô hình liên kết hợp tác xã, nhất là theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã được tỉnh Điện Biên tập trung triển khai thực hiện trong những năm qua. Để thực hiện có hiệu quả công tác này, những năm qua, tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hợp tác xã. Do đó, việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể thông qua các hợp tác xã có nhiều thuận lợi, vai trò của các hợp tác xã đối với phát triển kinh tế ngày càng được phát huy. Đến nay, toàn tỉnh có gần 410 tổ hợp tác với trên 3.600 thành viên tham gia, doanh thu của các tổ hợp tác đạt gần 100 triệu đồng một năm. Có gần 200 hợp tác xã với trên 13.200 thành viên, doanh thu bình quân của một hợp tác xã đạt 1,6 tỷ đồng một năm.
việc phát triển kinh tế tập thể đã góp phần vào việc giải quyết các vấn đề về kinh tế, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho các thành viên, người lao động tại địa phương. Thực hiện nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp phòng hỗ trợ người dân trong dịch COVID-19, vừa qua đồng loạt 30 quận huyện của thủ đô Hà Nội đã trao tận tay số tiền hỗ trợ cho các đối tượng có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo. Triển khai gói 62.000 tỷ, Hà Nội sẽ chia thành hai đợt. Đợt đầu kinh phí hỗ trợ khoảng 500 tỷ cho 4 nhóm đối tượng, đó là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn, thuộc diện được hỗ trợ là trên 400.000 người. Việc rà soát các đối tượng này được thực hiện với sự vào cuộc của địa bàn dân cư, tổ dân phố để số tiền đến được đúng các đối tượng cần giúp đỡ, tránh việc trục lợi, cũng như theo đúng chủ trương của Chính phủ. Không ai bị bỏ lại phía sau. Với mong muốn đóng góp một phần sức lực nhỏ bé để chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, sinh viên năm nhất Nguyễn Anh Hải, khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã phối hợp cùng với cô giáo và sự hỗ trợ của các bạn cùng lớp thiết kế máy phun sát khuẩn tự động chỉ trong một tuần nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm chéo từ cộng đồng khi dùng chung các sản phẩm khử khuẩn nơi công cộng. Đam mê và ham học hỏi, trước tình hình thực tế dịch COVID-19 đang có tốc độ lây lan nhanh cho cộng đồng, Hải đang nghĩ ra ý tưởng thiết kế máy phun sát khuẩn tự động nhằm giảm bớt các thao tác và tiết kiệm chi phí cho người sử dụng trong mùa dịch COVID-19. Bằng những vật dụng dễ kiếm như adapter, nguồn 12V, bo mạch điều khiển, hệ thống cảm biến, hệ thống phun dung dịch, bình đựng dung dịch, vỏ thiết bị, giá đỡ và các linh kiện điện tử, Hải đã lên ý tưởng và thiết kế máy phun sát khuẩn tự động với 3 phiên bản đứng, để bàn và treo tường phù hợp với từng địa điểm người sử dụng. Đặc biệt, sản phẩm có mức giá giảm hơn so với thị trường rất nhiều, chỉ từ 500.000 đồng cho đến 1,3 triệu đồng tùy từng phiên bản. So với cơ chế hoạt động đơn giản, khi người sử dụng đưa tay vào, thiết bị sẽ tự động phun xương dung dịch sát khuẩn lên tay và tự động ngắt. Người dùng chỉ mất 0,8 giây để sát khuẩn tay nên không chỉ tiết kiệm được thời gian mà còn sử dụng một lượng dung dịch sát khuẩn vừa đủ, không gây lãng phí. Đặc biệt, người dùng sẽ tránh tiếp xúc với bề mặt, không chạm vào thiết bị để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Trung bình mỗi phiên bản sẽ đủ cho khoảng hơn 500 lần xịt. Đặc biệt, sản phẩm không chỉ đơn giản là ý tưởng mà còn được ứng dụng thực tế hiệu quả tại siêu thị Itimex, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh, nhận được đánh giá cao của khách hàng sử dụng. Trước hết thì có thể khẳng định đây là một cái sản phẩm rất là sáng tạo. Khi em Hải em mới có qua siêu thị và em mới quan sát thấy siêu thị đang thực hiện cái việc mà sát khuẩn bằng tay như thế thì nó rất là thủ công, thì đã đề xuất là đặt cái máy sát khuẩn tự động, và qua một thời gian sử dụng thì siêu thị thấy là cái máy này nó rất là tiện ích, rút ngắn các cái thời gian để khách hàng thao tác để vào siêu thị. Thế qua sử dụng thì tôi thấy là cái việc sử lắp đặt cái máy khử khuẩn này nó có rất là nhiều tiện lợi, giảm tải được cái công việc cho các đồng chí giáo viên. Như vậy là các em tự động đến sát khuẩn thay vì việc là giáo viên lại phải yêu cầu các em xếp hàng xòe tay ra, rồi cô giáo lại phải xịt khuẩn cho các em. Về thiết kế thì cũng nhỏ gọn, thuận tiện, sử dụng thì nó cũng đơn giản. Chúng tôi đã quyết định lắp đặt toàn bộ cái hệ thống máy phun nước khử khuẩn tự động cho tất cả các lớp học. Tổng số là nhà trường chúng tôi đã đặt 32 máy. Trong thời gian tới, máy phun sát khuẩn của Hải cũng sẽ tặng cho một vài điểm trường trên địa bàn tỉnh, đồng thời nghiên cứu nâng cấp thêm với nhiều tính năng mới như đo thân nhiệt hoặc phát ra thông báo để nhắc nhở người dùng sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc nhở cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm thì mới có được niềm tin của nhân dân. Thực tế cũng cho thấy càng khó khăn phức tạp khi cả nước phải gồng mình chống dịch, các cán bộ đảng viên lại càng thể hiện rõ tinh thần tiên phong gương mẫu, hết mình phục vụ nhân dân. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có một số người không những không gương mẫu chấp hành mà còn vi phạm các quy định. Ngay trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, vẫn có nhiều cán bộ, đảng viên, công chức viên chức vi phạm như lãnh đạo xã tổ chức ăn nhậu, thậm chí giáo viên đánh bài ăn tiền. Hay có trường hợp phó giám đốc bệnh viện huyện tổ chức đám cưới cho con giữa lúc có chỉ thị không tập trung đông người.
Đặc biệt phải nhắc đến ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, không những không đeo khẩu trang mà còn văng tục và chống đối việc đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch. Theo ông Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hành động của những cán bộ này không khác gì đang đầu hàng, thậm chí tiếp tay cho giặc hoành hành, bởi Thủ tướng Chính phủ đã nói chống dịch như chống giặc, cần phải xử lý nghiêm. Nó là một tiếng chuông cảnh tỉnh rằng hàng ngày phải tu dưỡng, chứ không thì cái ấy nó như là một cái thói quen xấu, nó cứ thế nó diễn ra, thì khi nào cũng diễn ra được, khi nước sôi nổi lửa bỏng cũng có thể diễn ra được. Nếu thế thì ngày bình thường chắc là ông còn tệ hơn, mà tệ hơn thì làm sao mà làm việc cho dân cho nước. Cán bộ đảng viên phải gương mẫu theo chỉ thị của Bộ Chính trị của Trung ương, nhưng anh đã không gương mẫu, anh lại còn phản lại chuyện đấy mà anh gọi là nêu một cái gương nháy nháy rất là xấu. Tôi phải nói là sẽ chúng ta có thể chúng ta sẽ dẫn đến thất bại, mà chúng ta thắng lợi vì chúng ta đã chấp hành rất nghiêm chỉnh từ trên xuống dưới cái kỷ cương phép nước. Thực tế thời gian qua, đại đa số cán bộ đảng viên, công chức, viên chức đều nghiêm túc chấp hành các quy định chỉ thị của Chính phủ, vừa tham gia chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Kỷ luật, kỷ cương hành chính luôn được bảo đảm dù trong mùa dịch, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Thấy các cô đã đến làm việc đầy đủ rồi thì tôi đến, các cô hướng dẫn cho coi rất là chu đáo và nhiệt tình. Nên là chúng tôi làm được các cái thủ tục này nó được nhanh, chưa đầy 15 phút. Hồ sơ thì giảm, nhưng mà cái tính chất công việc cũng không giảm. Bây giờ phải thêm là hướng dẫn các công dân và thực hiện những cái việc trên mạng. Cả quận đã xây dựng một chương trình hành động về cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, xử lý nghiêm những trường hợp hành vi nhũng nhiễu hoặc tiêu cực. Mới đây trong chỉ thị 19, Thủ tướng Chính phủ một lần nữa yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là đạo lý gắn với tư cách của mỗi cán bộ, đảng viên. Sự đoàn kết, đồng lòng, thống nhất từ trên xuống dưới, tinh thần tương thân tương ái, quyết tâm của mỗi người cán bộ, đảng viên cùng với toàn thể nhân dân là điều kiện tiên quyết giúp chúng ta chiến thắng đại dịch toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng đốt rác tại các bãi tập kết rác thải diễn ra thường xuyên tại một số địa phương khiến người dân phải sống trong cảnh mịt mù khói bụi. Nhiều bãi rác còn nằm ngay gần đường giao thông, ảnh hưởng tới tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông. Song tình trạng này vẫn chưa chấm dứt. Phản ánh tại tỉnh Hưng Yên. Thay vì phân loại xử lý rác theo đúng quy định, sau khi vận chuyển về bãi rác đã đốt để xử lý, khói đen bốc lên không khí cao hàng chục mét. Đang nói, việc đốt rác này không chỉ diễn ra vào buổi chiều tối hay ban đêm mà còn cháy âm ỉ cả ngày do lượng rác nhiều. Trong đó có nhiều rác thải rắn, các rác thải sinh hoạt có mùi khét khó chịu. Việc làm này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân mà còn làm hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường được huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nhân rộng đã và đang tác động tích cực tới nhận thức và hành động bảo vệ môi trường của người dân. Ghi nhận tại thị trấn Cẩm Giàng, một trong những đơn vị được coi là điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở. Thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, những biển báo nhắc nhở người dân chung tay bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi được treo ở mọi ngả đường, ngõ phố. Tại các khu phố, trước cửa nhà đều có một thùng rác của riêng cho mỗi gia đình. Tập kết rác đúng giờ, thu gom và vận chuyển rác đi đúng thời gian quy định. Vì vậy, những con đường, khu phố ở đây luôn được sạch sẽ, thoáng mát. Theo ông Phạm Văn Thắng, trưởng khu 2 thị trấn Cẩm Giàng, nhờ làm được điều này, điều kiện tiên quyết là chủ trương của Đảng, nhưng phần lớn cũng là nhờ có sự tự giác, ý thức của người dân. Từ khi được khoán quản cho khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường ấy, thì nói chung là nhân dân thì cũng chấp hành rất tốt. Riêng về cái công tác vệ sinh ấy, thì bà con là cứ mỗi nhà là để trong một thùng rác, cứ đến giờ là khoảng 4 rưỡi chiều ấy là bà con mang ra là cái tổ vệ sinh mang đi. Ý thức của người dân thì nói chung là người dân thể hiện thị trấn thì người ta cũng có ý thức hơn. Rác tuy nhiều nhưng mà cũng đều có ý thức, đều là có cái tinh thần trách nhiệm, ý là trách nhiệm cộng đồng. Xưa thị trấn Cẩm Giàng được coi là thị trấn rác. Tình trạng ô nhiễm môi trường được cho là một trong những vấn đề nổi cộm, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Nay, thị trấn Cẩm Giàng đã có nhiều thay đổi. Từ ngày địa phương phát động phong trào xây dựng thị trấn đạt chuẩn về văn minh đô thị, nhiều chủ trương lớn được triển khai.
những ý kiến đóng góp từ nhân dân được tiếp thu thực hiện. Từ đó, các khu dân cư thành lập tổ tự quản về bảo vệ môi trường, vận động xã hội hóa, doanh nghiệp chung tay cùng với chính quyền và nhân dân. Vì vậy, môi trường được đảm bảo, cảnh quan đô thị đổi mới từng ngày. Trong thời gian tới thì tiếp tục xây dựng cái tiêu chí về thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị nâng cao. Thì trong đó vẫn gắn với vấn đề môi trường, mang tính phát triển bền vững. Vì đó là những cái thiết thực nhất, gần gũi nhất với đời sống của con nhân dân. Thì chúng tôi sẽ phát động là tiếp tục thực hiện phân loại rác tại gia đình. Đấy, trong đó sẽ phân theo ngày, theo tuần để có thể là chúng ta có cái hướng là vận chuyển rác làm sao những cái gì là rác hữu cơ thì sẽ xử lý riêng. Còn những là rác vô cơ, rác thải cứng thì sẽ được phân loại để thu gom vào một nơi. Đấy, hạn chế tới mức thấp nhất là xả rác ra môi trường. Đến nay, người dân thị trấn Cẩm Giang luôn tự hào về không gian sống và cảnh quan đô thị nơi đây. Đó là kết quả của sự gắn bó, đoàn kết, đồng lòng. Phát huy kết quả đó, thời gian tới thị trấn Cẩm Giang tiếp tục vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng văn minh đô thị, phấn đấu đến năm 2023 xây dựng thị trấn Cẩm Giang thành đô thị loại 4. Thưa quý vị và các bạn, điện có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống sinh hoạt và sản xuất. Tại tỉnh Sơn La, những năm qua, việc đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và dân trí của bà con, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gần một năm nay, sinh hoạt của gia đình anh Vàng A Lử ở xã vùng cao Triềng Muôn, huyện Mường La có nhiều thay đổi. Có điện lưới quốc gia nên anh cũng đã sắm được nhiều đồ dùng phục vụ cho đời sống sinh hoạt. Ở tỉnh vùng cao Sơn La, do địa bàn chia cắt, hiểm trở, đi lại rất khó khăn, nên việc phủ lưới điện quốc gia đến các bản vùng sâu, vùng xa đòi hỏi những nỗ lực rất lớn của ngành điện. Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020 đã và đang được triển khai, góp phần đáng kể vào việc mang ánh sáng về với bản làng. Từ chỗ là tỉnh có tỷ lệ số hộ nông thôn sử dụng điện thấp nhất toàn quốc vào năm 2015, tính đến nay, trên 94% người dân Sơn La đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Với đặc thù là tỉnh có dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc và nhiều vùng giáp biên, từ hiệu quả dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020 mang lại đã thúc đẩy kinh tế xã hội vùng nông thôn phát triển, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Theo kế hoạch, đến cuối năm nay, thủy điện Bắc Cáp nằm trên địa bàn xã Sơn Thành, Văn Minh của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hơn 100 hộ dân ở xã Văn Minh đang hoang mang lo lắng vì khi nước dâng sẽ ảnh hưởng tới sản xuất sinh hoạt mà chưa có biện pháp tháo gỡ. Đây là đơn kiến nghị của nhiều hộ dân ở xã Văn Minh gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ngày 27 tháng 11 năm 2019 với 6 nội dung chính, trong đó tập trung chủ yếu về hai vấn đề là đền bù tài sản đất nông nghiệp, vấn đề dâng nước gây tác động hư hỏng các công trình sản xuất dân sinh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chuyển Ủy ban nhân dân huyện Na Rì xem xét. Cũng trong tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu giải quyết. Tuy nhiên, đến nay sau hơn 3 tháng, những kiến nghị của người dân vẫn chưa được giải quyết kịp thời. Về phía Ủy ban nhân xã đã cũng có đề nghị là khi mà thủy điện ấy bên nhà thầu ấy làm ảnh hưởng đi lại nhân dân bên kia ấy, thì nhà thầu bảo là cố gắng sẽ khắc phục, nhưng mà không biết là khi nào khắc phục. Cũng theo Ủy ban nhân dân xã Văn Minh, những kiến nghị của người dân đã vượt thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã. Bên cạnh đó, vấn đề lo ngại nhất của người dân khi thủy điện dâng nước đó là gây ngập hoàn toàn ngầm Hát Đông, mặc dù ngầm chưa được đầu tư chỉ là lối mòn. Tuy nhiên, đường dẫn phía hai đầu ngầm Hát Đông đã được đầu tư tuyến đường giao thông từ nguồn vốn chương trình 135. Nhiều năm nay, tuyến đường này và ngầm Hát Đông vẫn là tuyến giao thông vận chuyển độc đạo của người dân 6 thôn trong khu vực này. Đề nghị là làm cho cái cầu cứng qua địa điểm ngầm này. Thứ nhất. Thứ hai, nó là ảnh hưởng về hoa màu, thì hiện tại thì một số, nếu mà dâng nước lên ấy, thì một số hộ thì có nước thì sẽ dâng vào đến nhưng mà chưa được thống kê đền bù. Nếu mà cuối năm nay mà anh dâng lên thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Văn Minh là xã thuần nông, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp và trồng rừng. Đến nay cả xã vẫn còn 54 hộ nghèo, chiếm trên 18%. Nếu những vướng mắc xung quanh việc dâng nước thủy điện Bắc Cáp chưa được giải quyết, cuộc sống của người dân 6 trên 10 thôn của xã Văn Minh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
đặc biệt là việc thu mua vận chuyển hàng trăm hecta rừng trồng trong khu vực này. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chương trình Nhìn từ Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.